Chào mừng các bạn, Hà Thương rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng các bạn để cùng nhau đón xem bản tin giải trí trên kênh KNews 24 giờ, kênh cập nhật những tin tức nóng nhất và chính xác nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Sau đây sẽ là những thông tin vừa được tổng hợp có trong bản tin ngày hôm nay. Lisa xuất hiện rạng rỡ tại sân bay sang Pháp. Mới đây, Lisa đã có màn xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay để lên đường sang Pháp với lịch trình gần nửa tháng, nhưng không rõ sẽ thực hiện kế hoạch gì. Nhân viên đi theo nữ idol mang theo rất nhiều hành lý khủng. Trước đó có nhiều thông tin rằng cô nàng sẽ sang Pháp quay MV với những nghệ sĩ quốc tế, nhưng hiện tại thì lịch trình vẫn đang chưa được công khai. Cô nàng chọn bộ trang phục đen khá thoải mái nhưng vẫn tôn lên cá tính nổi bật từ trước tới nay. Sau thời gian dài im ắng đến nay thì Lisa mới có dịp khoe thời trang sân bay. Vừa bước xuống xe, cô nàng đã bị vây kín bởi truyền thông và người hâm mộ. Vì có quá nhiều người hâm mộ và truyền thông vây quanh nữ idol khiến dàn vệ sĩ phải chật vật để bảo vệ cô nàng. Có những lúc đoàn người của Lisa không đi được vì quá nhiều người vây quanh, cảnh hỗn loạn không còn lối đi khiến nhiều fan xem livestream cảm thấy lo lắng cho nữ idol. Nhiều người chen lấn xô đẩy khiến Lisa cũng lọt thỏm trong dòng người mà không thấy được cô nàng đang ở đâu. Những tiếng kêu tên thần tượng vang hết cả sân bay. Cả sân bay trở nên náo loạn vì cái tên Lisa. Nhãn hàng của Lisa làm đại diện không tham gia chương trình thời trang năm nay, do đó cô nàng có thể sang Pháp với một lịch trình bí mật mà chưa ai biết. Phía YG cũng chưa hề đưa ra bất kỳ thông báo nào về lịch trình này của Lisa. Hiện tại người hâm mộ chỉ có thể chờ đợi xem thành viên của Blackpink sẽ làm gì tiếp theo. Ủy ban thương mại đã lên tiếng về vụ việc của Jungkook bị nghi quảng cáo trá hình. Netizen Hàn gọi đây là tranh cãi vớ vẩn nhất năm. Gần đây thì Jungkook của BTS đã vướng phải một tranh cãi liên quan đến việc quảng cáo trá hình. Theo đó thì nam idol bị tố diện một số thiết kế từ công ty thời trang của anh trai sáng lập. Ngay chính bản thân Jungkook cũng là giám đốc nội bộ của công ty này, nhưng sau tranh cãi thì đã từ chức. Sau khi truyền thông đăng tải vụ việc trên, thậm chí có người còn gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Thương mại Công bằng, cho rằng cần phải điều tra về hành vi quảng cáo có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty người nhà của em út BTS. Và mới đây nhất thì phía ủy ban đã lên tiếng về vụ việc này. Trong một cuộc phỏng vấn với trang Han Kyung, một đại diện Ủy ban Thương mại Công bằng giải thích rằng dựa trên các chi tiết đã được tiết lộ cho đến nay, Jungkook được cho là không có ý định trục lợi và do đó rằng đây không thể xem là hành vi quảng cáo trá hình được. Chỉ khi nào cá nhân có ý định lừa dối người khác để trục lợi thì mới được xem là quảng cáo trá hình. Ủy ban sẽ lên tiếng xác minh thêm sự thật, nhưng nếu Jungkook chưa từng nhắc đến thương hiệu chiếc áo thì ủy ban sẽ không cho rằng hành động trên của anh ấy là có ý định lừa dối. Về đơn khiếu nại yêu cầu điều tra vì Jungkook làm tổn hại đến thị trường kinh tế công bằng và tự do bằng cách quảng cáo thương hiệu cá nhân để trục lợi, người đại diện của Ủy ban Thương mại Công bằng cho biết họ sẽ xem xét nhiều yếu tố để đưa ra quyết định là một ai đó có thực sự vi phạm chính sách đã áp dụng hay không. Tuy nhiên, đối với trường hợp của Jungkook, Ủy ban cho biết chỉ với việc mặc một chiếc áo thì có vẻ như Jungkook đã không vi phạm bất kỳ một chính sách nào của Ủy ban Thương mại Công bằng. Trên thực tế thì ngay từ khi tranh cãi này vừa mới nổ ra, rất nhiều cư dân mạng đã cho rằng Jungkook không làm sai trong chuyện này khi anh có quyền mặc bất cứ thứ gì mà anh muốn, và anh thậm chí còn không nhắc đến thương hiệu hay nói rằng tôi tự bỏ tiền ra mua. Mặt khác, Jungkook cũng từng rất nhiều lần quảng bá hoàn toàn miễn phí cho những thương hiệu và doanh nghiệp nhỏ khác, chứ không phải cố tình quảng bá cho người nhà không. Chính vì vậy mà sau khi nghe tin có người đệ đơn khiếu nại Jungkook, rất nhiều cư dân mạng đã bức xúc cho rằng đây là hành vi của anti-fan nhằm làm lớn chuyện lên để bôi nhọ anh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KNews 24 giờ. Hãy chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!